Chào mừng các bạn đã quay trở lại Best Buy Channel. Thì hôm nay mình mới có mua được một đôi giày. Mình sẽ show cho bạn coi. Đây, đôi giày đến từ LV. Thì đôi giày này có giá rất là mắc. Các bạn hãy đoán xem đây là đôi giày nào nha. Đây là cái bóc. Nó xung quanh cái bóc là nó cũng như những cái đôi giày khác, họ không có quá nhiều khác biệt. Đó, thì mình sẽ mở ra luôn nha. Đầu tiên mình mở ra là một cái bill đến từ hãng. Đây một cái bill, một cái hộp. Cái hộp này là nó đựng một cặp dây thay thế cho đôi giày này. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào nhân vật chính. Đó, ở trong đây nó chỉ có là hai cái đứt bát thôi, chứ không hề có những cái dây khác. Đó, như vậy nè. Đó, đây. Một chiếc của ngày hôm nay. Một đôi LV trainer màu green. Rất là đẹp. Thì đầu tiên mình mở đôi giày ra, mình thấy đập vô mắt mình chính là cái sự sang trọng và đẳng cấp của đôi giày này. Đôi giày này theo mình biết á, nó được lấy từ form giày của những năm 80, 90 gì đó chẳng hạn. Cái này mình cũng không chắc nữa, nhưng mà theo mình biết là vậy. Thì như các bạn thấy nè, mặc dù cái form nó rất là cổ điển, mà đôi giày này không hề cổ điển chút nào. Nó vẫn rất là hiện đại, rất là đẹp. Và quan trọng nhất là nó bắt trend rất là kinh khủng thời gian gần đây. Tại vì á, trên những cái diễn đàn đồ hiệu á, nó đang săn đón đôi này rất là nhiều. Và mọi người phải bỏ ra rất là nhiều tiền để có thể sở hữu đôi này. Vấn đề thứ hai á, khi mà mình mới cầm vô mình thấy đôi này nó khá là bự, thì đôi này là mình lấy là size 7. Thì đó, cái bàn chân của mình nó bự vào cái khoảng này nè, thì đừng phải đo cũng như được, rất bự, rất là dư thừa luôn. Thì chắc là mình phải đổi size, cho nên là khi mà các bạn mua này á, các bạn nên chú ý đến cái đoạn size fit nha. Các bạn phải hỏi rõ bên seller để có thể nhận mình một giày không bị quá rộng. Đó, bây giờ tiếp theo đó chính là một cái mà mình nói luôn là cái giá thành của sản phẩm này mình thấy nó khá là mắc. Cái đôi giày này nó có retail 1.250 đô, nó tương đương khoảng tầm xung quanh 28 triệu đồng. Thì đó là một mức giá khá là cao rồi, nhưng mà nếu các bạn muốn sở hữu đôi giày này, các bạn phải bỏ ra hơn 30 triệu. Và cái giá mình bỏ ra để sở hữu này nó xung quanh tầm khoảng 36 đến 38 triệu, một cái giá rất là mắc. Tại vì cái đôi giày này hiện tại á, theo mình thấy là nó rất là hiếm. Và bên seller cũng có thông báo với mình là cái sản phẩm này ở những store mà có thể kiếm được một cái size như vậy, hoặc là những cái mẫu, những cái màu trên như vậy, nó rất là khó. Thì giống như trong năm nay, cái màu xanh này nó cũng là một cái màu trên rất là hot. Đó, cho nên là mua một đôi giày này nó rất là khó khăn, giá thành rất là cao. Và đó là cái nhược điểm duy nhất của đôi giày này mà mình thấy. Bây giờ đi vào đến cái ưu điểm của nó đi, là màu sắc. Cái đôi giày này nó có rất là nhiều màu sắc cho các bạn có thể lựa chọn. Màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng, màu trắng, vân vân, màu mây, rất là nhiều. Thì các bạn có thể lựa chọn để hợp với cái phong thủy của mình. Đây là một điểm mà mình thấy rất là uy tín ở cái đôi giày này. Đó. Tiếp theo đó là đôi giày này các bạn có nhìn thấy nhìn nè. Nó rất là đẹp. Rất là đẹp. Những cái họa tiết, những cái detail nó làm rất là châu chuốt, rất là sắc nét, rất là dày dặn nha. Đó, bạn có thể thấy nè, rất là đẹp. Cái ở đây nó được làm bằng vải jean, bằng vải jean. Nó có khắc lên những cái họa tiết của LV, những cái mà mua đồ ra của LV, những cái chất liệu làm rất là ok. Thì theo như mình biết được đó là cái đôi giày này khi mà làm ra là nó đến tầm phải mấy trăm đô cái tiền mà để làm ra cái đôi này thôi nha, đến mấy trăm đô rồi. Đó, cho nên là mình đánh giá là rất là cao. Cái này á, thì nó được dùng da bê để làm. Theo mình biết được thì nó được dùng da bê để nó sản xuất cái đôi giày này. Các bạn có thể nhìn rồi, nó làm nó dập vô rất là đẹp, rất là sâu. Đó. Cái tiếp theo nữa là một cái điểm mà mình rất là thích, là chính là cái đôi giày này nó rất là hợp khi mà mình có thể fit những cái outfit khác nhau. Nó rất là hợp với những loại quần, những cái loại quần mà ống suông, ống côn xuống,
nó đều rất là hợp, nó rất là trend. Thì cái đôi này nó có thể fit với rất là nhiều outfit khác nhau, các bạn có thể thấy được rất là nhiều celeb mang. Giống như là một đôi giày này ở Việt Nam mình có thể thấy là cái người mang đôi giày này khá là nhiều màu sắc, chính là Sơn Tùng. Thì mình có thấy anh Sơn Tùng là mang cái đôi giày này màu xám, phối đồ rất là đẹp, cho nên là mình mới định mình có thể ý mua được cái đôi giày này. Đó, họa tiết này kia rất là ok. Cái lót của đôi giày này nha, đó, cái lót của đôi giày này các bạn thấy không, nó rất là dày, rất là dày nha, rất là dày. Cho nên là mang vô á, mình sẽ thấy một cái độ êm khá là nhất định. Không hẳn là êm lắm, tại vì những cái đôi giày luxury mà mình đã từng sử dụng á, đôi này cũng không là ngoại lệ, mình thấy được nó chỉ dừng ở mức bình thường, khá êm thôi chứ không gọi là quá thoải mái như là những dòng giày khác. Đó, đây, với cả đôi giày này á, nó có cái giày đế nè, cũng khá là nhiều nha. Đó, khá là nhiều, cho nên khi các bạn mang vô các bạn có thể xử lý được cái chiều cao của mình. Những người có chiều cao hơi khiêm tốn một chút, khi mà sử dụng cái đôi giày này á, nó có thể fit lên khá là cao, nhìn người của bạn có thể nó khá là dài. Thì khi đó khi mà mình fit với một chiếc quần mà ống suông cặp cao, nó sẽ khiến cái cơ thể của bạn được cao hơn rất là nhiều. Đó, đó là một cái ưu điểm cực kỳ lớn của cái đôi giày này. Các bạn có thể thấy nè, ở cái form giày cổ điển này nó không chỉ dừng lại ở Every Trainer, nó cũng xuất hiện rất là nhiều cái phiên bản khác. Thì mình ví dụ đi, khi mà các bạn có thể bỏ 1.250 đô retail ra và các bạn có thể bỏ gần 2.000 đô để sở hữu cái đôi giày này, thì bên cạnh đó các bạn có thể bỏ ra một số tiền ít hơn, nó chỉ tầm vài triệu đồng thôi, nó sẽ tầm từ 2 triệu đến 5 triệu, 6 triệu gì đó. Các bạn có thể sở hữu những cái đôi giày đó, ví dụ như vậy. Đó, đây là một đôi off-white. Thì các bạn có thể thấy nè, đó, sự tương đồng khá là nhiều, sự tương đồng khá nhiều. Cái đôi off-white này cái giá trị của nó là mình biết được là nó tầm khoảng mười mấy triệu á, mình không quá chắc chắn là về cái mức giá nó chính xác không, nhưng mà các bạn có thể nhìn nè, nó cũng rất là giống, không hẳn là quá giống, nhưng mà cái form nè, cái form nhìn nó rất là giống nhau. Cho nên các bạn nếu như các bạn không đủ cái số tiền quá lớn khi mà bỏ ra để mua này, các bạn có thể sử dụng số tiền đó để mua được con này, hoặc là ít hơn, các bạn có thể bỏ ra tầm 6 triệu để mua một đôi New Balance 550. Nó có hai bản, là một bản là normal và một bản là collab với cả Iron Man. Thì đó là một lựa chọn thứ hai. Và lựa chọn thứ ba là một cái lựa chọn mà dễ dàng và dễ cực kỳ dễ tiếp cận, là đôi Adidas Forum 84. Đó là cái đôi giày mà mình thấy là có một cái form cổ điển nhất, tại vì nó xuất hiện từ những năm 1984 đến năm 1990 vậy. Cái đôi đó mình thấy nó khá là đẹp. Cái đôi Adidas đó mình thấy nó cũng rất là tương đồng số này. Mình cảm thấy là cái bề ngoài nó tiệm cận với cái đôi này nhất luôn á. Đó, và đôi đó cũng hiện tại cũng rất là hot. Thì đó, lựa chọn các bạn thôi, các bạn có thể bỏ ra vài triệu hoặc là mười mấy triệu để các bạn sở hữu những cái đôi giày bình thường với một form khá giống thôi. Nhưng mà tiền nào của nó thôi, 30 mấy triệu để sở hữu đôi giày này, nó vẫn là một cái giá mà thể hiện sự đẳng cấp, tại vì nó đánh rất mạnh vào thương hiệu. Thương hiệu LV chưa bao giờ là rẻ và chưa bao giờ nó là một thương hiệu mà người ta đánh giá thấp. Cho nên là tùy ở các bạn về kinh tế cũng như là về cái mức độ yêu thích của nó, thì các bạn có thể lựa chọn, đó là tùy ở các bạn. Trên là những cái mà mình chia sẻ về đôi giày này. Thì nếu như các bạn muốn mua cái đôi giày này á, mình có thể tìm đến rất là nhiều seller, nhưng mà bản thân của mình á, thì mình recommend đến Kick Galaga để hai phân tích đó. Mình thấy hai cái số này mình thường mua ở đây, mình thấy rất là ok mua ở đây, dịch vụ và những cái mà vận chuyển nó rất là nhanh làm mình rất là hài lòng đó. Kể cả cái mức độ mà khi mà bảo hành nó, mình thấy rất là ok. Và cuối cùng, cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.